Chào mừng các bạn đã đến với LTG. Hôm nay chúng ta sẽ đến với nội dung của Tây Hành Kỳ phần 8 tập 55. Đừng quên ấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ LTG nhé. Nghe thế Bạch Lang lùi lại hét lớn: "Ta biết rồi, ngươi là yêu tinh, à hóa thành sư phụ ta." Nghe thế Đường Tam Tạng khoanh tay lại và nói: "Ta là Đường Tam Tạng thật, nhưng là Đường Tam Tạng đến từ tương lai và không phải người bây giờ. Tuy ta cũng hơi khó hiểu là ta từ tương lai đến, ta có một nhiệm vụ rất quan trọng, nhưng ta không biết ta cần làm gì." Nghe thế Bạch Lang nói: "Sư phụ, con tin tuyệt đối lời sư phụ, vì sư phụ là người con tôn kính nhất. Hay là sư phụ kể con nghe chuyện xảy ra để con cùng gánh vác, cùng tìm ra phương hướng giải quyết." Đường Tam Tạng nói: "Bạch Lang, cảm ơn con, ta bây giờ kể mọi chuyện cho con biết. Sau khi con nhảy vực, ta không tìm được con. Chúng ta đến với âm giới. Thiên Nhất Đại Thần và Đại Địa Huyết Linh đã có mặt ở đây, nhưng xung quanh âm giới đã tàn nát." Thế Thế Huyết Linh nói: "Đây là chuyện gì xảy ra?" Thiên Nhất Đại Thần nói: "Sát khí rất nặng. Xem ra âm giới đã trải qua đại chiến máu tanh kinh hoàng." Rồi cả hai bay đi. Vừa bay, Thiên Nhất Đại Thần vừa nói: "Việc không nên trễ, mau đến Huyền Quang Điện." Huyết Linh nhìn xung quanh nói: "Xung quanh cả một người dẫn đường âm giới cũng không có, đúng là có chuyện lớn." Họ bay đi một lúc thì đến Huyền Quang Điện, nhưng xung quanh Huyền Quang Điện xuất hiện một kết giới khổng lồ màu tím. Từ trong kết giới, Địa Tạng Vương Phật Trung Ma xuất hiện dần dần. Hắn nói: "Ta đã đợi hai vị rất lâu, hai người tại sao đến muộn thế?" Nhìn thấy Địa Tạng Vương Phật Trung Ma, Thiên Nhất bay tới nói: "Thì ra ông đã dung nạp tất cả tồn tại ở âm giới vào trong kết giới." Địa Tạng Vương nói: "Đúng, do ông đưa ra Minh Vương Thánh Quyền, ông nói, đây là Địa Tạng Vương trung cực kết giới trường cuối cùng trong Minh Vương Thánh Quyền, chứa được vô số vật. Qua một thời gian, ta tốn nhiều sức lực, đã giam tất cả tồn tại của âm giới và cả Địa Tạng Vương vào trong, mục đích là để đón ngày đại kiếp của dương giới." Nhìn thấy loạn thế phi thiên, Thiên Nhất nói: "Kết giới trung cực này một lần đưa tất cả sinh mệnh ở âm giới đến dương giới, toàn diện chiếm lĩnh tam thiên đại thiên thế giới." Địa Tạng Vương Phật Trung Màn tiếp lời: "Đúng, từng có một kẻ hứa với ta, hắn sẽ hủy diệt dương gian, chu thiên sát thần, làm lại mọi thứ từ đầu để minh giới tiếp quản dương giới. Tiếc là có vẻ hắn đã phản tín bội nghĩa, vào lúc mấu chốt nhất bán đứng lời hứa trang nghiêm của bọn ta." Nghe thế Huyết Linh nói: "Là ta bán đứng ông, vì thế ta đến là để nói rõ mọi thứ với ông." Địa Tạng Vương Phật Trung Ma hét lớn: "Ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta, Đại Địa Huyết Linh, ngươi có gì mà nói?" Rồi luống kết giới phía dưới Phật Trung Ma bắt đầu dao động. Đại Địa Huyết Linh lui ra và nói: "Thế gian vốn do âm dương hòa hợp mà sinh, vì mặt còn lại của dương giới là âm giới. Cũng thế, thế gian vì có Đại Địa Huyết Linh ta mới có huynh đệ ta. Địa Tạng Vương xuất hiện, hai ta chính là mặt trái và mặt phải cùng một thế. Hai ta đã là được huynh đệ, vậy tại sao âm giới và dương giới phải đối lập? Chúng ta không ai can dự ai, tiếp tục tồn tại, dùng phép tắc của mình không phải là lựa chọn tốt hơn sao?" Nghe vậy Thiên Nhất Đại Thần cũng nói: "Âm dương vốn là một thể, vốn không cần phải chia ra, tiếp nạp nhau mới là cảnh giới hòa bình thật sự." Địa Tạng Vương Phật Trung Ma nói: "Toàn là nhảm nhí, nói sằng nói bậy. Đại Địa Huyết Linh, rốt cuộc ngươi muốn nói gì với ta?" Nghe thế Đại Địa Huyết Linh nói: "Phật Trung Ma, ta mong ông xem như mọi chuyện chưa xảy ra, bỏ chấp niệm, hồi phục mọi thứ lại nguyên trạng, để chúng sinh yên lành trở lại." Phật Trung Ma cười nói: "Chuyện gì cũng chưa xảy ra, ngươi nói nhẹ nhõm nhỉ." Rồi hắn xuất thần lực, cả cơ thể hóa thành đỏ như máu. Hắn nói âm dương với là một thể cái gì, chẳng ra thá gì. Chư thần dương giới luôn kỳ thị chúng sinh âm giới. Thiên địa sơ khai đến nay, dương giới luôn áp âm giới. Minh giới luôn là thứ đẳng, dương giới luôn cao cao tại thượng, là công bằng sao, là đạo lý gì? Vì thế Phật Trung Ma ta nhất định phải phá bỏ bức tường lớn của hai giới, đến khi không còn phân biệt âm dương mới là âm dương một thể. Nghe thế Huyết Linh nói: "Mọi chuyện đã không thay đổi được, quay đầu là bờ." Phật Trung Ma hét lớn: "Ta đã nói địa ngục bất không, thê bất thành Phật. Phật Trung Ma ta tuyệt không bỏ tấn công nhân gian." Rồi hắn vung ra loạn thế phi thiên, lao tới tấn công Đại Địa Huyết Linh và Thiên Nhất Đại Thần. Lúc này Huyết Linh cũng xuất ra huyết hồn thương, hét lớn: "Mở nút thắt, cân tim người thắt, Phật Trung Ma giao cho ta." Thiên Nhất nghe thế nói: "Vạn pháp quy nhất, tấn công ông ta chỉ có một phương pháp." Huyết Linh đã lao tới tấn công Phật Trung Ma. Huyết Linh hét lớn: "Huynh đệ, đừng trách ta ra tay không nương tình." Rồi Đại Địa Huyết Linh vùng huyết hồn thường lao tới, đón tiếp loạn thế phi thiên của Địa Tạng Vương Phật Trung Ma. Huyết Linh mồm không ngừng nói: "Quay đầu là bờ." Phật Trung Ma vừa tấn công vừa hét lớn: "Quay đầu là bờ, bờ ở đâu?" Huyết Linh nói: "Bờ ở trong tâm." Địa Tạng Vương cũng hét lớn: "Huynh đệ, ngươi đúng là đã thay đổi, miệng toàn nói nhảm." Lúc này huyết hồn thương đã biến thành cả trăm mũi thương lao tới tấn công Địa Tạng Vương. Huyết Linh hét lớn: "Lời thật khó nghe, lòng như gương sáng mới nhìn rõ mọi chuyện.
Huynh đệ, xin lỗi, huyết hồn thương đã phá vỡ hết loạn thế phi thiên của Địa Tạng Vương. Huyết linh vung kích lao thẳng tới Phật Trung Ma. Nghe vậy, Phật Trung Ma chắp tay lại và nói: không cần đâu, do ông xuất ra Minh Vương Thánh Quyền, vạn kiếp bất phục. Xuất ra một cơn lốc, trong cơn lốc mọc ra những mũi gai nhọn, chúng lao tới tấn công huyết linh. Địa Tạng Vương chắp tay và nói: Phật Trung Ma ta hôm nay phải chu thiên sát thần, loạn thế phi thiên, những mũi nhọn vạn kiếp bất phục đã bắt đầu tấn công điên cuồng huyết linh. Chúng ta quay lại với Đường Tam Tạng và Bạch Lang. Đường Tam Tạng nói: và sau đó ta bị cuốn theo dòng chảy thời gian, gặp được con, và sau đó là đùng một tiếng, chuyện sau đó nữa con đã biết. Bạch Lang nghe xong gãi đầu và nói: sư phụ, con rất nghiêm túc, sư phụ lúc nãy không bị tông trúng não chứ? Đường Tam Tạng nghĩ, Bạch Lang đúng là không hoàn toàn tin ta. Nhưng lúc này Đường Tam Tạng phát hiện điều gì đó, ông quay lại và nói: yên tĩnh, đúng là yên tĩnh một cách lạ lùng. Tại sao xung quanh hoàn toàn không có âm thanh gì thế? Tại sao? Con xem, nước sông vốn di chuyển, nhưng bây giờ hoàn toàn bất động. Bạch Lang lúc này vẫn đang nhìn Đường Tam Tạng. Thấy thế ông nói: sao con lại nhìn ta như thế? Bạch Lang tiến tới, cầm hai tay Đường Tam Tạng nói: sư phụ vì cứu con, chắc là đã bị thương đến não, nên thần trí mơ hồ, nói năng lung tung. Đường Tam Tạng nói: con vốn không tin ta, ta nói con biết, ta không nói dối. Bây giờ chúng ta đi gặp Đường Tam Tạng hiện tại nào, ông ta chắc là đang ở bờ vực trước mặt. Rồi ông bắt đầu di chuyển. Thấy thế Bạch Lang nói: sư phụ, nghiêm túc đấy chứ? Đường Tam Tạng ngoảnh lại nói: dĩ nhiên, chúng ta xuất phát nào. Bạch Lang, đợi con gặp Đường Tam Tạng hiện tại, con sẽ biết ta nói đều là sự thật. Việc không nên trễ, đi mau. Chúng ta quay lại với âm giới. Một đòn tấn công của Địa Tạng Vương không làm khó được huyên linh. Hắn dùng huyết hồn thương chém bay tất cả các vòi xoáy nhọn, rồi lao tới phía Địa Tạng Vương và nói: Phật Trung Ma, ta khuyên ông lần cuối, ông để âm dương nghị giới bình yên, đừng làm loạn có được không? Địa Tạng Vương nói: hai ta vốn là nhất thể cộng sinh, tại sao không hiểu ta? Ta vốn là sinh ra vì hỗn loạn. Rồi ông tiếp tục xuất ra loạn thế phi thiên, đón đỡ huyết hồn thương của huyết linh. Huyết linh vung kích tới Địa Tạng Vương. Lúc này Địa Tạng Vương đón đỡ kích pháp, nói: đại địa huyết linh, cải ta quy chính, cả sức chiến đấu cơ bản cũng không còn. Tức cười. Rồi ông ta giơ cước đá bay huyết hồn thương trên tay đại địa huyết linh. Thanh hồn thương rơi cắm xuống đất ngay trước mặt Thiên Nhất Đại Thần. Một quyền của Địa Tạng Vương đánh thẳng vào bụng của huyết linh. Hắn nói: người có biết tức cười là gì không? Đó chính là không tự lượng sức, tưởng mình có bản lĩnh làm thành người tốt. Người tốt không dễ làm đâu. Rồi hắn đánh bay huyết linh. Sau vụ nổ, Địa Tạng Vương đã bắt được huyết linh. Hắn túm cổ huyết linh, nhấc lên và cười nói: từ xưa chính không thắng được ta. Nhìn ngươi dáng vẻ đáng thương, sống tiếp cũng chẳng ý nghĩa gì. Huyết linh nói: ngươi muốn làm gì? Địa Tạng Vương xuất lực vào cổ họng huyết linh nói: muốn làm gì? Ăn thịt ngươi. Rồi luồng thần lực của Địa Tạng Vương bắt đầu xuất ra, khiến huyết linh biến thành một cục thịt nhỏ bé. Hắn cười: hai ta cuối cùng cũng quy nhất, chu thiên sát thần, loạn thế phi thiên, không tránh được. Rồi hắn hấp thu sức mạnh của huyết linh. Hắn giơ tay lên cười nói: thời đại âm giới thống xuất dương giới cuối cùng đã đến. Ngay lúc này Thiên Nhất Đại Thần xuất hiện nói: Phật Trung Ma, ông vui mừng hơi sớm đấy. Phật Trung Ma Địa Tạng Vương cười nói: Thiên Nhất, ông đừng vội, kế tiếp theo là ông. Không lẽ đến lúc này ông vẫn có cách cản Phật Trung Ma ta sao? Thiên Nhất Đại Thần nói: cản ông, đúng là không làm được. Cuối cùng người cản ông là bản thân ông mà thôi. Nghe thế Địa Tạng Vương nói: Thiên Nhất, ta thấy buồn nôn về tâm tự tin vĩnh hằng bất diệt của ông. Được, ta cũng sẽ ăn thịt ông. Thiên Nhất nghe thế nói: trước khi ăn ta, có thể nghe một câu chuyện của ta không? Phật Trung Ma nói: con có di ngôn gì? Thiên Nhất nói: Phật Trung Ma, ta muốn cho ông biết đại địa huyết linh tại sao lại cải tà quy chính.